thuở xưa khi Đức Phật đang giáo hóa ở tại Kavijala, thì lúc bấy giờ đó có một thiếu niên tên là Quốc Đa La. Thiếu niên này là đệ tử của một Bà La Môn tên là Balasana. Thì chàng thanh niên Quốc Đa La đi tới chỗ Đức Phật, cung kính đảnh lễ Đức Phật, thăm hỏi Đức Phật, rồi lui ngồi qua một bên. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới hỏi Quốc Đa La nè: "Này Quốc Đa La, thầy con là Balasana, có dạy cho con và những người khác tu tập về các căn không?" Thì thanh niên Quốc Đa La mới trả lời là: "Bạch Cù Đàm, thầy con đã có dạy." Cù Đàm tức là tên tục của Đức Phật đấy quý vị, Sa Môn Cù Đàm. Thì bây giờ Đức Phật mới bảo Quốc Đa La rằng: "Vậy thì thầy con dạy tu về các căn như thế nào?" Quốc Đa La mới bạch rằng là: "Bạch Cù Đàm, thầy con nói mắt không nhìn thấy sắc, tai không nghe tiếng, đó là tu căn." Khi nghe Quốc Đa La nói như vậy, Đức Phật mới bảo Quốc Đa La rằng: "Nếu như lời của thầy con nói mắt không nhìn thấy sắc, tai không nghe tiếng, thì người mù là tu căn đó chăng?" Vì sao? Vì chỉ có người mù mới không thấy sắc bằng mắt. Thì bây giờ tôn giả A Nan đứng phía sau làm thị giả, đang cầm quạt hầu Đức Phật. Nghe Đức Phật nói như vậy, thì tôn giả A Nan mới nói với lại chàng thanh niên Quốc Đa La này: "Như lời của thầy của anh mà nói đó, tai không nghe tiếng là tu căn, thì chỉ có người điếc mới tu căn chăng?" Vì sao? Bởi vì chỉ có người điếc tai mới không nghe được âm thanh và tiếng nói. Thì lúc bấy giờ tôn giả A Nan mới bạch với lại Đức Phật rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay xin Đức Thế Tôn vì chúng con mà nói về việc tu căn vô thượng trong pháp luật của bậc thánh hiền, để cho các chúng tỳ kheo nghe xong mà thực hành làm theo." Thì khi đó Đức Phật mới bảo tôn giả A Nan rằng: "A Nan, tốt lắm, con hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các con mà nói." Khi đó Đức Thế Tôn mới nói như thế này: "Mắt duyên với sắc trần, nhãn thức sanh, thấy sắc dự ý, muốn tu sự nhàm tởm của Như Lai với chánh niệm chánh trí, do duyên mắt và sắc mà nhãn thức sanh, không dự ý muốn tu sự nhàm tởm của Như Lai với chánh niệm chánh trí, do duyên mắt và sắc nhãn thức sanh, dự ý không dự ý muốn tu sự nhàm tởm của Như Lai với chánh niệm chánh trí, do duyên mắt và sắc nhãn thức sanh, không dự ý muốn tu sự không nhàm tởm của Như Lai với chánh niệm chánh trí, do duyên mắt và sắc nhãn thức sanh, vừa không dự ý muốn tu lìa bỏ cả hai sự nhàm tởm và không nhàm tởm của Như Lai, an trụ xả tâm với chánh niệm chánh trí." Như vậy đó A Nan, nếu có người nào đối với năm trường hợp này tâm khéo điều phục, khéo đóng kính, khéo thủ hộ, khéo nhiếp trì, khéo tu tập, thì đó là ở nơi mắt và sắc tu tập căn vô thượng. Đối với tai, với mũi, với lưỡi, với thân, với ý, với pháp cũng lại như vậy. Này A Nan, đó gọi là tu căn vô thượng trong pháp luật của hiền thánh. Thì nghe Đức Phật nói như thế, thì các thầy tỳ kheo vâng theo lời của Đức Phật dạy, tu tập, có người chứng quả thánh ngay lúc đó. Quý vị nghe chắc chưa hiểu phải không? Để thầy giải thích. Thì trở lại cái câu chuyện mà Đức Phật hỏi chàng thanh niên Uất Đa La rằng: "Thầy con có dạy con
cách tu tập về căn không. Thì thanh niên Quốc Đa La thưa với lại Đức Phật rằng: thầy con dạy tu căn đó là mắt không thấy sắc, tai không nghe tiếng, đó là tu căn. Thì Đức Phật phủ nhận rằng không đúng rồi. Bởi vì nếu nói mắt không thấy sắc là tu căn thì chỉ có người mù là tu căn sao? Những người bị bệnh về mắt không thấy đường, không thấy gì hết thì cái này là tu căn sao? Còn những người thấy là không tu được à? Thì dựa theo cái cách nói của Đức Thế Tôn, Tôn giả A Nan cũng lập luận với lại cái chàng thanh niên Quốc Đa La này. Nếu nói rằng tai không nghe tiếng là tu căn thì vậy chỉ có người điếc tai mới tu được căn thôi, tại không nghe được gì hết. Còn những người mà lỗ tai, cái dĩa căn bình thường có thể nghe được âm thanh, nghe được tiếng nói thì không tu được sao? Thì nhân cái câu chuyện này thì Tôn giả A Nan mới bạch cùng với Đức Phật là hãy dạy cho chúng tỳ kheo, các đệ tử cái cách tu căn, cái phương pháp tu căn. Thì Đức Phật đưa ra thứ nhất đó là mắt. Trong sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Thì Đức Phật đưa cái đối tượng đầu tiên nhất đó là nhãn căn, tức là con mắt. Thì con mắt thì nó duyên với cái gì quý vị? Đúng rồi, duyên với sắc, tức là duyên với trần cảnh sắc, tức là tất cả những cái cảnh mà chúng ta có thể thấy được, chúng ta có thể thấy được. Và có những sắc chúng ta vẫn có thể cảm nhận được dù con mắt chúng ta không thấy, thông qua cái tánh thấy. Thông thường con mắt nhìn cảnh vật nó phát sinh ra cái sự phân biệt, cái đó gọi là nhãn thức, tức là cái sự phân biệt từ nơi con mắt gọi là nhãn thức. Còn con mắt là nhãn căn, còn sắc trần, tức là những thứ này là chỉ cho sắc. Thí dụ mình mở mắt ra mình thấy tất cả mọi người nè, thấy Đức Phật, thấy đạo tràng nè, thì mọi người, đạo tràng, Đức Phật vân vân, cái đó gọi là sắc trần, tức là trần cảnh, đối tượng của con mắt là nhãn căn. Nhưng mà khi chúng ta mới nhìn không á, chúng ta sẽ không thấy gì đâu. Cũng thấy gì nhưng mà chúng ta không biết gì đâu. Nhưng mà có một cái sự phân biệt từ nơi cái nhãn căn, chúng ta mới biết à đây là Đức Phật A Di Đà, hoặc đây là Đức Phật Thích Ca. Nhờ cái nhãn thức đó chúng ta mới phân biệt được đây là bông cúc, đây là bông huệ, đây là bông lai dơn, chứ không phải đây là bông vạn thọ. Nhờ có nhãn thức chúng ta mới phân biệt, còn không có nhãn thức chúng ta chỉ thấy thôi chứ chúng ta không phân biệt được. Thí dụ như bây giờ chúng ta đi chợ, chúng ta đi chợ, trong chợ đông nhiều người đi, chúng ta lu bu chúng ta đi chợ, chúng ta về cái mấy ngày sau chúng ta gặp cái đứa bạn nó trách mình: ba ngày trước tao gặp mày, tao chào mày, mày không thèm chào tao nghe mày. Mình thấy nó không? Có thấy, tức là mình thấy thoáng qua mà mình không có để cái suy nghĩ vô trong cái thấy đó, cho nên chúng ta không phân biệt nó, không phân biệt đối tượng. Mình có nhìn nó có chào mình nhưng mà mình không có phân biệt, cho nên mình không có nhớ, không có thấy được cái đó. Tại vì mình thấy mớ đông người quá, mình đâu biết ai là ai, mình đâu có tập trung vô cái đó. Khi nào mình tập trung vô cái nhìn trong đám đông đó mình mới phân biệt, à cô này mình quen, cô này mình không quen. Còn mình nhìn chung chung, chưa có sự phân biệt, không có tham gia của nhãn thức là chúng ta không thấy, không biết gì hết. Quý vị hiểu cái này không? Cho nên con mắt mở ra mà thấy được cái này cái kia là nhờ có nhãn thức, nhờ có sự phân biệt mới thấy được. Còn không có sự phân biệt là chúng ta chỉ thấy chung chung chứ chúng ta không biết gì hết. Nhưng mà khi mắt nhắm là thấy không? Mắt nhắm là thấy không quý vị? Ai nói không thấy? Tại sao không thấy? Con nói rồi. Tại sao mắt nhắm không thấy? Mắt nhắm rồi sao thấy hả? Trời ơi, đâu con nhắm thử rồi thấy không? Bây giờ nhắm thử rồi thấy không? Con nhắm lại đi. Vậy là con không có quan sát. Thấy cái gì khi mình nhắm mắt? Thấy cái bóng đen, thấy cái màu đen tối, phải không? Cái đó có phải thấy không? Cái đó cũng là thấy. Con đợi thấy cái bình bông mới gọi là thấy à. Còn thấy cái bóng đen không thấy à. Vậy chứ ban đêm tắt hết đèn rồi mình thấy không? Thấy cái bóng đen.
bóng đen rồi mình cố mình nhìn cái gì đó, tự nhiên mình thấy cái chỗ đó nó hơi chớp chớp, hơi sáng sáng chút, đúng không? Như vậy nhắm mắt cũng thấy. Cái thấy đó là do đâu? Cũng do nhãn thức. Đúng rồi, quý vị nói là do tâm là cũng hiểu một chút rồi đó. Tức là do nhãn thức cũng thấy đó. Cho nên cái thấy đó có phải là do con mắt không? Đúng rồi, không phải do con mắt. Không phải do con mắt. Tại vì điển hình mình nhắm mắt lại vẫn thấy, vẫn do cái nhãn thức ra, tức là do cái tâm ra, do cái tâm. Thí dụ này, con người khiều mình, đụng cái tay mình biết. Mình biết là có người chạm vô cái tay mình, đụng vô cái tay mình, khiều mình biết. Nhưng mà khi nó không khiều mình biết không? Biết cái gì? Biết nó không khiều. Tức là khi nó khiều mình biết nó khiều, còn khi nó không khiều mình cũng biết nó không khiều. Tại sao nó khiều mình biết, còn cái nó không khiều mình không biết? Mình cũng biết. Như vậy cái tánh biết nó thường trực. Cái tánh biết nó thường trực, tức là cái tâm nó có sự phân biệt. Cái phân biệt đó nó thường trực, nó xuyên suốt chúng ta. Nó xuyên suốt á. Nhưng mà con mắt thì nó không xuyên suốt. Khi nhắm khi mở, lỗ tai cũng vậy, khi nghe khi không nghe. Nhưng mà cái tánh biết nó xuyên suốt liên tục. Thì cái biết này là cái nhận thức. Mà chính cái nhận thức này nó làm cho chúng ta khởi lên cái tâm. Hễ mà nghe cái lời hay thì mình thích nghe hoài, phải không? Thích lắm. Nó ngưng nói cái tự nhiên mình không vui. Còn hễ mà nghe cái lời gì mà chối tay, mình đến cho tao nhờ, cái mày nói tao nhức đầu quá. Thấy không? Lời thích là chúng ta kéo vô, lời không thích chúng ta đẩy ra. Cái mà kéo vô, cái đẩy ra, cái này là cái vướng mắc do cái tâm phân biệt mà ra, tức là do cái tánh biết mà ra. Cho nên khi con mắt mình duyên với sắc trần, với tất cả các trần cảnh, thì lập tức cái nhãn thức nó sanh, tức là cái tâm phân biệt nó có, thì không dự ý khởi lên. Rồi có cái chúng ta thấy, chúng ta dự ý khởi lên. Có cái khởi lên cũng không dự ý, mà cũng không phải là dự ý. Tức là một là dự ý, hai là không dự ý. Có cái là nó chung chung, tức là không thích mà cũng không ghét đó. Rồi có cái là nó vừa dự ý mà vừa thấy ghét ghét. Rồi có cái mà vừa không ghét, có vừa cái không dự ý. Tất cả nó có sáu thứ. Nếu như chúng ta tu tập bắt đầu từ nơi con mắt này, chúng ta không có bám vào trong cái ý niệm thích hay là không thích, chúng ta an trụ vào trong cái tâm xả với chánh trí, không vướng bận bởi tất cả những cái phân biệt đó, cái thích, cái không thích, cái ghét, cái thương, cái bực, cái này kia nọ, không trụ vào bất kỳ cái nào, thì người đó là người đã đóng kín lại các căn của mình. Dù mình thấy nhưng mình giữ được các căn của mình. Cái đó trong kinh gọi là khéo thủ hộ căn môn, khéo điều phục các căn của mình, nhiếp trì các căn của mình, thì người đó là người thành tựu được nhãn căn vô thượng của Như Lai, không phiền não. Không phiền não. Thì đối với con mắt sao? Thì đối với lỗ tai cũng vậy, khi nghe cũng vậy, khi ngửi cũng vậy, nó thân miệng ý cũng vậy. Quý vị thấy không? Cái mùi gì thơm, cái trật cái mình hết ngóng đón thêm để mình ngửi cái mùi thơm. Gặp mùi gì không chịu, cái đầu mình né. Có nhiều khi mình bực mình bịt mũi nữa, phải không quý vị? Cái đó là do đâu? Không phải do cái lỗ mũi đó nha. Cái lỗ mũi nó không có công năng đó. Nó chỉ đón nhận, nó tiếp xúc cái mùi thôi. Nhưng mà để phân biệt cái mùi này mình thích nè, mùi này mùi dầu thơm mà mình mến nè, mình thích cái mùi này, còn cái mùi này là cái mùi hôi nè, mùi này mùi chua nè, mùi này mùi thối nè, là cái đó không phải do cái lỗ mũi, mà do cái tâm phân biệt, cái tánh biết từ nơi cái lỗ mũi. Cái đó gọi là tỷ thức, tức là cái sự phân biệt từ cái lỗ mũi.
mình thấy cái con mắt của mình nhìn các cái cảnh nó phiền quá, bực mình quá, đóng mắt lại, mang mắt kiến đen, bịt mắt lại, không thèm nhìn, quay lưng đi. Nhưng mà trong lòng của chúng ta có yên không? Không có yên. Đâu có gì thấy không? Cho nên tội nghiệp con mắt. Con mắt nó nhìn thì cứ để nó nhìn, mắt mới gì? Mắt mới gì mà mình không cho nó nhìn? Con mắt để nhìn, nhưng mà mình tu tập ngay nơi con mắt là mình đừng để cho mình phải vướng kẹt vào trong cái nhìn đó, giữa cái thích và cái không thích. Hễ mà kẹt vào cái thích là tham đắm, cái đó phiền não. Kẹt vô cái không thích, cái đó là sân si, cũng phiền não. Cho nên an trụ vào tâm xã là người khéo điều phục được các căn, đóng kín được các căn, căn tiếp xúc với trần cảnh nhưng mà không bị trần cảnh chi phối. Quý vị hiểu chưa? Hiểu đoạn kinh này chưa? Tu dễ không? Không dễ. Giờ điển hình là cái ông chồng. Cái ông chồng ai mà tới rinh mình mừng lắm. Hồi xưa thì dễ thương, trách nhiệm, đàng hoàng. Còn bây giờ thấy gớm. Đàn ông mà nhiều chuyện. Chuyện ai cũng xía vô. Đã gì còn ở dơ. Đi ngang như cái nồi canh chua. Chú lờm chú lét. Ngủ ngái. Đã vậy rồi còn nói chuyện, nói nhiều cái câu nghe sốc ốc, bực mình, chán quá không thèm nhìn mặt ông. Nhưng mà ở chung nhà không nhà nào không nhà nay. Làm sao? Nhiều khi thấy ổng đi xuống, từ trên lầu đi xuống cái mình né, mình đi ra nhà sau để khỏi gặp. Cái này là mình đang gây áp lực cho cái con mắt của mình. Tức là không muốn nhìn. Nhưng mà cũng liếc liếc coi cái chân của ổng đi tới đâu để mình tránh. Nhưng mà thật sự là ổng đã hiện trong lòng của mình rồi. Cho nên quý vị thấy không? Đừng có làm cho con mắt nó khổ sở. Đừng có làm cho con mắt nó phiền não, nó bực bội, nó nhìn. Đó là chức năng của con mắt là nó nhìn. Nhưng mà còn vấn đề còn lại là làm sao chúng ta nhìn mà chúng ta không bực mình. Cái này là một kỹ năng đó, một kỹ năng sống đó. Nếu mà tập được đó là sự tu tập của chúng ta nó sẽ tốt. Có một người Phật tử, thầy không biết phải Phật tử không, thầy nghĩ chắc không phải Phật tử. Có cái gia đình đã tới thăm thầy quý vị, tới thăm thầy. Thì nguyên gia đình mến thầy lắm. Nhưng mà có một người không vô chào thầy, không vô, ngồi ở ngoài á, đi vòng 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 ngoài á, ngoài sân vậy á. Cái thầy mới nói với mấy người đó trong gia đình đó, thầy nó mời cái anh đó vô. Tại anh cũng lớn tuổi, lớn thầy à, chắc năm mấy, 60 tuổi rồi. Thầy nó mời anh vô đây uống nước, chứ tự nhiên cả nhà vô rồi anh không vô. Cái chị vợ chỉ chạy ra chỉ mời vô, cái anh nó vô. Vô thì cũng chào hỏi này kia cái nọ, thấy cũng lịch sự. Anh nói con không thích đi chùa, không thích thôi. Thì xã hội tự do mà. Mình không có nên ép người ta khi người ta không thích. Mà nói chuyện lịch sự lắm quý vị. Nhìn cách ăn mặc mình, thầy nghĩ anh này cũng là cũng thành đạt, cũng là cái người chắc cũng có học. Anh mới nói với thầy á, anh mới nói đi chùa thì cũng tốt, nhưng mà phải lo việc nhà, xong hết rồi mới đi chùa, rảnh rang mới đi chùa. Thầy nói đúng rồi, mình phải có trách nhiệm với gia đình. Nhưng mà đợi tới rảnh thì chắc tới chết mới rảnh. Đúng không quý vị? Chứ làm gì có chuyện mà mình rảnh ra mình đi chùa. Không có rảnh ra, mình do mình sắp xếp công chuyện lại để mình nhơn ra mình đi thôi. Chứ thầy biết phụ nữ Việt Nam, ở Việt Nam hay là ở nước nào đi chăng nữa, cũng với cái thiên chức của cái người phụ nữ trong gia đình, làm vợ làm mẹ là không có rảnh đâu, chắc chắn. Vì cái thiên chức của người phụ nữ Việt Nam nó khác với người phụ nữ của Âu Mỹ. Là mình luôn chăm sóc cho gia đình bằng bữa cơm nè, rồi làm dọn dẹp này kia kia nọ. Cái đó là cái truyền thống và nó là cái nét văn hóa, cũng là một cái nét đẹp đặc biệt của người phụ nữ Việt Nam. Đi đến đâu thiên chức đó vẫn được thể hiện một cách trọn vẹn và rõ ràng. Cho nên không rảnh đâu. Thì thầy mới nói với ảnh, thầy nói không rảnh đâu anh ơi. Trừ khi nào chết thì mới rảnh. Chứ mình có trách nhiệm với gia đình là mình không có rảnh đâu. Mình không cho phép mình rảnh rang. Mình phải làm chuyện này làm chuyện kia.
không giặt giũ thì cũng nấu cơm, không nấu cơm thì cũng dọn dẹp, không dọn dẹp thì cũng phải chuẩn bị cái này cái kia cho gia đình, cho chồng, cho con. 101 cái công chuyện nó chờ mình mà toàn là chuyện không tên không à. Cả mới nói như thầy đúng á, vợ con tối ngày cứ kiếm chuyện đi chùa hoài à. Thầy nghe thầy nói chắc có chuyện quá, chắc có chuyện, nghe cái cách ảnh nói vậy là thầy nghi là chắc có chuyện rồi. Anh nói tối ngày cứ kiếm chuyện đi chùa hoài à, công chuyện nhà không lo. Cái bà vợ ngồi cái bên, sao không lo, anh nói gì kỳ vậy, cũng cơm nước đàng hoàng chứ, lâu lâu mới đi lần chứ đi đâu đi hoài, một tháng đi có một lần mà đi hoài gì. Cái thầy khách quan, thầy mới nói sao con không lo chuyện nhà, con phải có trách nhiệm, con lo cho chuyện nhà, chuyện này kia rảnh mấy chùa. Cái người vợ nói có chứ sư phụ, con lo chứ, con cũng làm ngày nào không đi chợ, không nấu cơm đàng hoàng, cơm nước tươm tất tử tế, áo quần thẳng thớm, nhà cửa sạch sẽ vậy thôi chứ còn đòi làm gì nữa. Trời ơi, ô xin mướn con trả tiền, còn con làm có trả đồng xu các bạn nào đâu. 20 năm nay thì rảnh sắp xếp được công chuyện con đi chùa, niềm vui của con là đi chùa lễ Phật tụng kinh để cho lòng thanh thản. Cái anh chồng nói tôi thấy bà đâu có thanh thản đâu, bà về bà gây lộn tôi hoài. Thầy nghe thầy mắc cười quá. Thầy mới nói ủa sao con tu tập đi chùa mà sao về nhà gây lộn với chồng chi vậy. Cái chị này chị nói trời có nhiều cái cũng bực mình lắm sư phụ, đôi giày dặn để đó lột đôi vớ ra phải nhét vô, dục lung tung con phải xếp lại, xếp hoài ngày nào cũng xếp bực mình quá. Coi báo cũng vậy, coi xong thì gấp tờ báo lại cho nó ngay ngắn, cũng dục tứ tung ra con phải xếp lại. Trời ơi làm hoài cũng mệt, con bực mình con la chứ. Rồi nấu cơm dọn lên nó không ăn cơm, con đã banh, con la làng la sớm lên mới lấy ăn, la ăn rồi còn nói tu như la xác. Thầy nói bổn phận của con là nấu, nấu rồi mời, con ăn không ăn là chuyện của người ta, chứ mắc mớ gì con phải la làng la sớm lên. Mai mốt nói nhẹ nhàng ra ăn cơm đi anh không ăn là em đói á. Chứ mà nhảy tưng tưng la la vậy ấn tượng nó không đẹp. Vui lắm quý vị. Cái anh hỏi thầy chứ xin lỗi thầy, thầy vô chùa được bao lâu rồi? Thầy nói 30 năm. Anh hỏi thầy thấy gái đẹp thầy có nhìn không? Thầy chưa bao giờ tiếp xúc với một người mà hỏi một cái câu mà nó trắng trợn vậy. Thầy nói có. Anh nói sao ở chùa 30 năm mà còn nhìn gái? Thầy nói 50 năm nữa cũng nhìn, chứ đừng nói 30 năm. Anh nói vậy là tu lâu mà tu không được gì hết hả? Gái cũng còn nhìn à? Thầy nói mắt gì không nhìn, con mắt để nhìn mà, nhìn mới phân biệt được con gái, con trai, đàn ông, đàn bà. Nhưng mà thầy chắc khác anh là thầy chỉ dừng lại cái nhìn thôi, còn anh nhìn anh đưa cô gái đi vô lòng á. Nhiều khi ngồi kế bên vợ vẫn nhớ cô gái đó đó. Đây là cái điểm khác giữa thầy với anh. Xin lỗi quý vị, thầy hơi bực. Cái này mà không nói dối được, trong lòng thầy hơi bực. Nhưng mà thầy vẫn nói chuyện ngọt ngào, vẫn bình thường. Chứ tự nhiên cha quỷ này ở đâu nhào ra xỉa xối mình kiểu đó không bực sao được, phải không con? Trời ơi, đâu phải mình ở chùa là ai muốn tới ăn hiếp kiểu gì là ăn hiếp, muốn nói kiểu gì là nói. Nói cái kiểu hỏi cái câu đó, thực ra là thầy nghĩ rằng anh này có cái ý là muốn đánh giá mình, hoặc là muốn nói mình là tu thế này thế kia mà để có cơ sở. Thầy nói con mắt của thầy vẫn còn thấy đường mà, mắt chưa bị mù mà, mắt chưa bị cườm mà, mắt vẫn thấy được. Cho nên đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, con trai, con gái gì tới thầy vẫn thấy thì mới phân biệt được chứ. Nhưng mà thầy chỉ thấy thôi, thầy dừng lại đó chứ thầy không có đưa cái hình ảnh đó vô trong lòng. Thầy nghĩ có lẽ là điều này là cái điều mà thầy khác với anh. Thầy hơi sân si quý vị. Trời ơi, live stream mấy kiểu này người ta biết thầy sân si, cả thế giới biết. Nói thiệt, lúc đó là thầy hơi bực, hơi bực trong lòng. Cho nên nói vậy đó. Thì ảnh, anh này anh thông minh nha. Anh thấy thầy phản ứng mà thầy nói ngọt như vậy đó. Anh mới nói xin lỗi thầy, con không có ý gì hết á. Con xin lỗi thầy, con không có ý gì hết, con không có ý gì hết á. Thầy nói có ý hay không có ý thì anh biết thôi. Thầy cũng không bận lòng về chuyện đó. Nhưng mà
Nói để hơn người thì dễ lắm anh. Nói để khớp miệng người khác lại cũng dễ lắm. Mình chỉ cần lớn tiếng rộng họng là mình lấn lướt được người ta. Người ta nói không lại mình là tại vì người ta nói không nổi. Mình lớn tiếng mình nói thắng à. Mình la làng la sớm mình dãy tê tê để đạch lên mình thắng à. Nhưng mà nói để cho người khác phục á, mới là quân tử. Thì thầy nói như vậy, tại trong lòng thầy còn bực mà. Cho nên thầy thấy ảnh xuống nước hả? Thầy tiếp nữa. Thầy tấn công tiếp một chiêu nữa. Thầy nói để hơn người khác, nói để cho người khác im miệng đó, dễ lắm. Chỉ cần mình lưu manh chút à, chỉ cần mình lớn tiếng rộng họng chút à, là mình làm được chuyện đó. Nhưng mà nói để cho người khác phục á, cái đó mới là quân tử. Thì nó thôi thôi thầy đừng có chửi con nữa. Trong bụng thầy nói, dám chọc giận đến ta. Bởi quý vị thấy không, khi mình sân si lên, điều đó có nghĩa rằng là chúng ta không làm chủ được, chúng ta không đóng được, không có điều phục được các cách. Rất khó đó quý vị. Không phải dễ đâu, khó khăn lắm. Cho nên là thông cảm với các Phật tử ở nhà mà tự nhiên mấy ông chồng á mét thầy á, là vợ con hồi xưa là như tiên vậy. Thầy hiền lúc nào cũng cười, còn bây giờ lúc nào cũng nhăn. Còn hồi xưa lúc nào cũng anh ngọt ngào, còn bây giờ là ông ăn cơm chưa, ông đi tắm giùm cho tôi nhờ. Mấy anh chồng kể vui lắm, vợ con giờ như la xác vậy thầy. Thầy thông cảm, thầy thông cảm quý vị ở nhà thành la xác ghê lắm. Tại vì nó thường xuyên chúng ta tiếp xúc với lại những cái đối tượng, những cái hoàn cảnh, những cái môi trường mà chỉ cần chúng ta thiếu chánh niệm thôi là chúng ta không phòng hộ được các căn, chúng ta không điều phục được các căn, để cho cái cảm xúc của chúng ta nó trôi dạt. Cái này là phiền lắm, rất là phiền. Thầy mới nói với mấy anh đó, vậy đó chứ cái nhà này mà thiếu cái bà la xác đó là cũng mệt lắm đó nha. Có bà la bà hét cho nó vui nhà vui cửa, tưởng tượng đi, không có tiếng hò tiếng hét đó vắng vẻ lắm, lạnh lẽo lắm. Thầy có quen với hai vợ chồng các anh chị đó cũng lâu quý vị, mà thầy không hiểu tại sao hai vợ chồng là cái cách sống trái ngược nhau hoàn toàn. Ông chồng tươm tất bao nhiêu thì bà vợ là xề xò bấy nhiêu. Ông chồng điềm đạm ít nói, còn bà vợ thì bố lô ba la. Tới chùa là nghe bà nói từ đầu cho tới cuối, nói từ lúc mới chào cho tới đi về luôn, nói liên tục. Thầy hỏi anh chồng vậy, thầy hỏi ở chung 30 năm có khi nào con cảm thấy mệt không? Có bà vợ bà nói như cái rumine nước nó chảy vậy, chảy xè xè sạch hoài, từ sáng tới tối nghe hoài cái âm thanh đó mà. Anh ấy nghe riết nó quen rồi thầy. Nó còn nghe dễ thương thiệt, nghe riết nó quen rồi, không có nghe nó buồn. Có bà vợ bà nói đi nhí bên tai hoài, suốt ngày nghe riết nó quen. Anh ấy mới đầu cũng bực lắm, nhưng mà riết nó quen. Nó quý vị thấy, khi mà hình thành một thói quen, có nghĩa rằng là chúng ta đã chấp nhận nó, chúng ta đã đón nhận được nó. Mà đón nhận được nó có nghĩa rằng chúng ta sẽ bình yên được với nó. Mà bình yên với nó có nghĩa rằng là chúng ta không cảm nhận được cái sự hiện diện của nó nữa. Thí dụ như nhà của chúng ta ở kế cái chỗ làm nhang, thơm không quý vị? Thơm. Nhưng mà ở một thời gian cái hết thơm, là tại vì mình quen với cái mùi nhang, phải không quý vị? Thầy có tới thăm một cái bác Phật tử đó, nhà bả là ở trên một cái ống cống ở quận 8 á. Thôi nó hôi quá hôi, nó hôi kinh hồn quý vị. Nhưng bả ở đó 40 năm rồi, bả đâu có hôi, ta bả quen rồi, quen cho nên không phát hiện ra mùi hôi luôn. Thì ở đây cái sự tu tập mà phòng hộ các căn nè, cũng là một cách chúng ta tập thói quen. Tập thói quen để chúng ta giữ gìn các căn, cho tâm mình không phân biệt. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, nhưng mà cái lời nói đó nói quen rồi, cái mình nghe quen, cái mình cảm thấy là mình không có xúc cảm gì nữa hết á,
không khởi lên phân biệt, nắm lấy hay là buông bỏ gì nữa hết á. Cái cảnh đó mình thấy quen rồi, cho nên chúng ta không có vướng bận tới cái thấy đó nữa. Thì khi chúng ta tập cái thói quen đó, để tâm của chúng ta không vướng bận, không phân biệt cái vui, cái vừa ý, cái bực mình, cái không vừa ý, tức là chúng ta đã giải thoát mình ra khỏi cái sự tham đắm, giải thoát mình ra khỏi cái sự buộc ràng của sân hận. Hay nói khác hơn, lúc đó chúng ta đã có tỉnh giác, chúng ta có chánh niệm. Rõ ràng là chúng ta biết hết, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta biết hết rõ ràng, nhưng mà không vướng bận gì hết. Nóng giận nó không làm cho chúng ta bực bội nữa, tham đắm nó không làm cho chúng ta tiếc nuối nữa, cho nên tâm của chúng ta hoàn toàn an tịnh. Hay nói khác hơn, tức là ý của chúng ta không còn vướng kẹt, không còn vướng bận, không còn dính mắc cái gì hết, nó rộng ra. Chứ không phải là chúng ta làm im mà là chúng ta thoát đâu. Có nhiều cái chúng ta chịu đựng tới lúc mà chúng ta không chịu đựng được. Thí dụ như mình nhịn tới lúc mình không chịu đựng được nữa, chúng ta phải lên tiếng. Cái đó là chúng ta không nghe, là mình biểu thị cái cách không nghe ở ngoài bằng cách im lặng thôi. Chứ không phải là chúng ta im lặng là chúng ta không biết gì. Chúng ta cũng biết buồn chứ, chúng ta cũng biết giận chứ, cũng biết tức chứ. Thì đối với sáu căn, khi tiếp xúc với sáu trần, chúng ta đều phải tu cái căn vô thượng như vậy. Thì tuy là căn với trần có tiếp xúc với nhau, có những cái cảm thọ thích, không thích, rồi có cái cảm thọ trung tính, tức là không phải thích và cũng không phải không thích, chúng ta không đắm nhiễm vào nó. Vì không có đắm nhiễm yêu ghét cho nên chúng ta không có nắm giữ. Khi không có nắm giữ tức là không có chấp trước, có nghĩa rằng chúng ta không dính mắc, chúng ta không vướng bận. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta không có tạo nghiệp. Lúc đó là không có tạo nghiệp đó. Cho nên nếu như tu căn một cách miên mật và trọn vẹn thì hành giả có thể chấm dứt được tất cả những phiền não. Hay nói khác hơn, tức là chúng ta có thể thoát ra khỏi cái cõi sanh tử luân hồi này. Cái này khó nhưng mà chúng ta tập đi. Tập từ từ, tập dần dần. Cho nên tại sao mà các thầy hay tặng quý Phật tử sâu chuỗi hoặc là cái hình Phật để chúng ta đeo. Cái sâu chuỗi đó nó không có làm cho chúng ta thành Phật đâu, nhưng mà nó có một cái tác dụng là giúp cho chúng ta kéo lại cái sự tỉnh thức. Khi chúng ta tiếp xúc với trần cảnh mà chúng ta khởi cái tâm bực mình hay là cái tâm tham ái, chúng ta nhìn cái sâu chuỗi, chúng ta phải tập buông bỏ để không dính mắc. Mà không dính mắc thì nó không có phiền não, tại vì mình không có tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp tức là chúng ta không còn sanh tử luân hồi nữa. Cái không dính mắc ở đây có nghĩa rằng là chúng ta không có vướng kẹt, không có nắm cái cảm thọ của mình. Mùi thơm, mình biết mùi thơm, nhưng mà mình không tham, không thích, không có hít cái mũi tiếp nữa. Đi ngang cái shop bán áo quần, nhiều bộ đồ đẹp, hợp ý mình. Trước đây chưa tu là mình xẹt vô liền, không có tiền cũng xẹt vô, lựa cho đã rồi đi ra. Nhưng bây giờ mình có tu rồi, đi ngang nhiều đồ đẹp ha, nhưng mình nhìn thấy vậy mình biết có nhiều đồ đẹp rồi mình đi. Mình có tu rồi, mình đi bình thường, tâm tham nó sẽ không khởi lên, không có vướng bận cái tiệm đó. Nhưng mà đi được mấy đổi cái đồng quay trở lại ghé vô là biết là mình tu dởm rồi đó, tu rị vậy đó. Tu kiểu này không ngon lành, bước qua không khỏi mà. Con mắt nó duyên với sắc trần, phát sinh ra cái nhận thức từ nơi con mắt. Cái phân biệt đó, cái tâm phân biệt đó, đó là nhãn thức, thấy biết một cách rõ ràng. Nhưng cái cảm thọ về cái thích mình không vướng bận, đó là mình giải thoát được cái tham. Cái cảm thọ về cái bực mình
tức là chúng ta buông bỏ luôn, nghĩa rằng chúng ta được giải thoát khỏi cái sân si. Ngay lúc đó là chúng ta đang tỉnh giác đó. Căn tiếp xúc với trần, nhưng hoàn toàn chúng ta không có đắm nhiễm vào bất kỳ một cái gì giữa cái tâm niệm cảm thọ, thích hay không thích, yêu hoặc là ghét. Cái đó gọi là không dính mắc. Có một số người hiểu lầm đạo Phật không dính mắc. Cái không dính mắc thật sự mang lại cái, những cái ý nghĩa sâu xa về cái sự quan tâm, về lòng từ bi, về cái sự tự do mà chúng ta khó tưởng tượng ra được. Người ta hiểu lầm mình không dính mắc là giống như là chúng ta trở thành một cái con người khác. Mình không phải là con người khác, mình vẫn là con người bình thường, biết cảm nhận được cái vui, cái buồn, biết cảm thọ được cái đẹp, cái xấu, và chúng ta biết thưởng thức những cái dịch vụ đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cảm nhận được hết, nhưng mà chúng ta không có vướng mắc. Ăn ngon mình biết ăn ngon chứ, nhưng mình không tham, không đòi ăn thêm nữa, mặc dù mình thích. Không có ăn chay trường. Biết ăn chay trường không? Tức là ngồi ở đầu bàn bên đây mà món ngon bên kia cũng trường qua gấp. Kỳ quá. Thầy nhớ ở đó đi học ở Tòng Lâm mà cách đây hai mấy ba chục năm á, nghèo lắm quý vị. Một buổi ăn của các thầy đa phần là rau không à, rau củ mà. Và thời đó Phật tử cũng nghèo, cho nên cúng chùa đó là thường là đồ ế rồi mới cúng. Đồ bán không được rồi mới đem cúng cho chùa. Tức là rau củ nó hư rồi này kia, cái nào mới cho chùa mới chở về ăn. Thầy nhớ đi chở bắp cải thúi đó, trời nó hôi lắm nha quý vị. Cái mùi thúi của rau cải nó thúi ghê lắm. Rửa tay mà thời đó không có xà bông mà rửa nữa, có cái cục xà bông xanh mà cái cây dài dài cắt ra rửa đó quý vị nhớ không? Những Phật tử lớn tuổi thì chắc biết, còn mấy vị trẻ trẻ không biết đâu. Cái cây xà bông xả đó quý vị nhớ không? Nó màu xanh lè vuông vuông mà nó dài, để cái mình cắt ra mình xài đó. Chứ làm gì có xà bông cam mai, khá lắm mà thời đó mới có xà bông cô ba, phải không quý vị? Xà bông cô ba đó là xà bông mà trước 75 tới giờ đó là xà bông đó là nổi tiếng, là ai cái gia đình khá giả mới có xà bông thơm đó. Sau này mới có thêm cam mai đồ, xà bông con ong đồ. Thì quý vị biết một bữa ăn của mấy thầy là một thầy là một cái bàn là bốn người, một mâm là bốn người ăn, mà một miếng đậu hũ á là quý vị thấy nó có bằng ba cái ngón tay à, nó dày lên hai phân đúng không? Miếng đậu hũ nó chẻ là dọc ra, nó mỏng vậy làm hai, cắt lại làm hai nữa thành ra bốn miếng. Chiên ăn là một người chỉ được một lát mỏng vậy thôi, còn nhiều rau cải rồi củ, rồi nó củ mềm rồi chế biến lại ăn. Bầu mà quý vị biết nấu cho ba bốn món bầu, bầu nấu canh, rồi bầu kho, rồi bầu xào, bầu luộc, bầu trộn gỏi. Nó quý vị ăn bầu trộn gỏi chưa? Ăn tuốt hết. Xác xác mỏng mỏng ra. Rồi cái bóp, bóp dắt bớt cái nước của nó ra. Bầu đó cũng hơi non một chút mới được, cái già quá không được. Rồi cái thì làm nước giấm với rau răm, với chút đường, rồi đâm ớt rồi trộn vô ăn. Hồi xưa mấy thầy trồng bầu á, trồng một cái dàn bầu dài cỡ 50 thước vậy đó, ăn đâu có hết. Rồi sắc ra phơi khô, rồi muốn ăn cái nấu lại ngâm nước rồi nở ra nấu canh. Cải cũng vậy, đem đi phơi khô. Bắp cải cũng sắc ra phơi khô. Bắp cải trắng á, sắc ra phơi. Phơi rồi cái ngâm nước y như bò ăn rơm vậy. Thê thảm lắm, còn bí rợ, bí đỏ đó là chặt ra vậy, không gọt vỏ luôn, thảy vô nắm muối, nắm bột ngọt, rồi hầm cho nó nhừ nát ra, nói cho sang, ăn bí vừa cúng xong, vừa cúng quá đường vừa xong rồi đặt xuống là bốn đôi đũa chọt vô cái dĩa đậu hũ, gấp bốn miếng sạch nhách, món nào ngon nhất gấp trước. Nghèo quá mà. Thầy nhớ ở đó đó là cố thượng tọa Minh Phát á, là phó ban quản trị tổ đình Ấn Quang đó. Quý vị biết chùa Ấn Quang ở quận 10 không, đường Sư Vạn Hạnh đó. Thì cuối tuần nào cũng vậy, thứ bảy là chở một xe đồ ăn ra Tòng Lâm. Thượng tọa xin đồ này kia, người ta cho chè, cho đồ này kia. Có mấy cái lò bánh mì mà bán bánh mì ế đó, nó phơi khô bánh mì cho cá ăn đó, chở ra cả chục bao, mấy thầy khiêng xuống cũng ngồi ăn.
ngồi gặm ổ bánh mì ăn ngon lành. Gia đình thầy mấy chị thầy ra thăm thầy, gặp thầy ngồi gặm ổ bánh mì cho mấy chị đứng khóc sức mướt. Trời ơi, nhà mình đâu có khổ dữ vậy mà sao đi tu ăn gì giống ăn mài vậy. Mà mặc quần ống cao ống thấp, trời nó săn nhăn đùm đùm, chó táp 3 tháng chưa tới nữa, đâu có áo quần gì đâu mà mặc. Một người có mấy bộ áo quần thôi, đi lao động khổ vậy đó. Mà trong cái cảnh khổ đó, thiếu thốn đó, mà chúng ta không khéo tu tập thì cái tâm tham nó sẽ phát khởi. Đa phần là như vậy, quý vị biết không? Ở nhà thầy cũng đâu có thiếu thốn vậy, tự nhiên đi tu một thời gian cực khổ quá cho nên cái gì cũng ăn. Ở nhà là thầy kén ăn lắm, còn vô chùa cái gì cũng ăn, không ăn đói à. Ở nhà thầy không biết ăn khổ qua nè, không biết ăn rau thơm nè, rau sống không biết ăn nè. Trời, tự nhiên vô chùa xin lỗi cái gì cũng ăn hết á. Chỉ có cơm sống là không ăn được thôi, cơm thiêu thậm chí cũng ăn luôn. Thầy nhớ hồi đó là kho bắp cải, bắp cải hư mà người ta dạt ra đó, chặt ra bắp cải thì kho, còn cái cây mà nó gắn liền với bắp cải, cái cùi bắp cải hoặc là cái cây mà gắn với trong cái bắp bông cải đó, mấy cái cây đó nó hư hư rồi dạt ra, lấy lại cái lỗi đó, chặt ra đem đi kho. Mà nói thiệt nghe, nó kho tiêu mà kho ngon á, nó cũng ngon lắm. Nhưng mà mình ăn vậy đâu có bổ béo gì đâu à. Cho nên thời đó mấy thầy là ốm ốm, không ai mập đâu, ngay cả thầy trụ trì thời đó cũng ốm dơ xương. 52 kg, 53 kg thôi chứ không phải mập ú như bây giờ đâu. Ốm nhờ, ốm nhát à. Hành đường đó là một chúng là sẽ vô hành đường nấu ăn nửa tháng. Mà thời đó đâu có bếp ga, bếp gì, bếp củi không à, nấu cơm không có nồi hấp nữa, nấu bằng cái chảo. Quý vị nghĩ coi nấu cơm bằng cái chảo khó khăn vô cùng, gạo khan hiếm. Cho nên á, chúng mà hành đường đó, mấy thầy mà trong cái ban hành đường đó thì ăn cơm cháy, nhường cái cơm nạc cho mấy thầy kia ăn. Bắt buộc phải hy sinh, phải ăn cơm cháy. Cho nên mà hành đường nửa tháng á, thầy nào cũng ốm ít nhất 2 kg tới 3 kg, có người ốm luôn 5 kg. Tức là không ăn được mà một ngày nấu 3 buổi là cực lắm quý vị. Lâu lâu á, nấu được nồi chè chỗ thích lắm, thèm lắm quý vị. Để kể quý vị nghe một cái câu chuyện về nấu chè. Có một thầy đó, thầy đó tên là thầy Ngọc Trí, thầy ở Bến Tre, thầy lên tới học. Quý vị xuống hỏi thầy trụ trì biết, học chung khóa đó. Thầy nguyên một cái chúng ở trong Đại Tổng Lâm là mấy thầy trẻ trẻ thôi, hai mấy tuổi không. Duy nhất chỉ có mình cái thầy Ngọc Trí đó có hàm răng giả. Thầy té hay sao nó gãy hết cái hàm răng này, có hàm răng giả, không ai có răng giả hết á. Cái khi nấu chè để quý vị biết không, cũng không có đường nữa, mà xài bằng đường mía đó, bỏ trong cái bọc mà nó đen đường mía đó, rồi để luôn cái bọc đó vô trong cái nồi để giặt cho nó hết cái đường, rồi múc chè ra ăn. Ăn ngon lành một người một chén thôi mà toàn là đậu xanh với lại đường nấu thôi, chứ không có bột bán, bột khoai, không có nước dừa, không có gì hết đó. Vậy là ngon lắm rồi. Mấy thầy đang ăn cái múc tới cuối cùng cái nồi đó, nghe lộp cộp, thầy Quảng Tú là cái người nấu, thầy Quảng Tú là cái người múc, mà thầy Ngọc Trí là cái người nấu. Thầy Ngọc Trí là cái thầy có hàm răng giả đó, cái múc, cái thầy Quảng Tú thấy múc lộp cộp đó, thấy nó trời Phật ơi, cái hàm răng giả. Thầy vừa nói cái hàm răng giả, cái ai cũng buông cái chén chè xuống, có người ối tại chỗ luôn. Thầy trong chúng có ai đâu, có mình thầy Ngọc Trí có răng giả à. Mà ổng nấu răng giả, mà tại sao rớt cái hàm răng giả trong nồi chè, múc cái lộp cộp. Trời ơi, kinh dị thiệt. Không ăn được, có người ói luôn. Nghe gớm quá. Thì quý vị tưởng tượng cái hàm răng giả mà nó rớt trong cái nồi chè mà ổng nêm được, ai cũng thấy hết. Từ từ, để kể tiếp. Thầy nghe thầy Quảng Tú, thầy la lên, trời Phật ơi, cái hàm răng giả. Là tự nhiên là ai cũng nhựa hết, cũng nhợn ra hết rồi, là bỏ cái chén chè xuống. Cái thầy cười hả hả lên, thầy nói không phải, thầy bỏ cái chén vô và thầy múc cho nghe lộp cộp và thầy chọc mọi người vậy đó, chứ đâu có răng giả đâu. Nhưng mà quý vị thấy không, cái tâm của mình là cái tâm phân biệt là cái ông này có răng giả, mà múc nghe lộp cộp cái tự nhiên cái mình suy diễn ra nữa là cái lộp cộp này là răng giả, là chắc chắn ổng rớt cái hàm răng giả vô. Quý vị thấy mình suy diễn không? Cái tâm của mình nó ghê gớm lắm, nó lanh lắm.
cái tâm của mình nó lanh lắm, mình diễn ra đủ thứ. Giống như là có ai vậy mà nhắn tin cho mày, tao thấy chồng mày chở ai, là nó bắt đầu là mình diễn ra rồi đó. Mình diễn ra đủ cảnh nữa rồi đó. Ông về đây ông biết tay tôi, nhưng mà mình không bình tĩnh để chờ ông về đâu. Đó, lập tức mình gọi, ai ai mà thấy đâu, đường nào. Đó, bắt đầu mình rủ người đi. Đi làm gì? Để tới coi cậu ông chở ai phải không? Thì hồi xưa nó vậy đó quý vị. Khổ sở vậy đó. Mà khi thiếu thốn á, lâu lâu mà có Phật tử đi tới mà nấu ăn, nó phát tâm nấu ăn, mà cúng trai phạm một bữa là thích lắm. Thèm lắm. Thèm vô cùng. Thầy nhớ có lần là thầy... thầy gì làm hương đăng á, cho chúng thầy là một cái nải chuối, cái mới xin trái dừa, nấu chè chuối, thèm chè chuối lắm quý vị, xin đường đi nấu, rồi trốn đi ra rừng tràm nấu để cho chúng ăn, mười thầy ăn thôi chứ trong chúng nấu nữa sao ăn được, có con nải chuối à, nấu trời húp, húp cho đã mà lâu ngày mới ăn lại nước cốt dừa quý vị biết, ăn xong cả chúng bị Tào Tháo rượt, băng mình trong đêm đen, chạy muốn thục mạng. Lâu lâu mới ăn lần thèm mà húp nước cốt dừa. Thì quý vị thấy đó, khi mà chúng ta không có sự tu tập thì lập tức chúng ta sẽ không có thành cái thói quen điều phục các căn được. Thì có nghĩa rằng là chúng ta hay để cái tâm của mình nó bị vướng kẹt khi mà tiếp xúc với trần cảnh. Cái này quý vị phải để ý đó. Mình không thích ăn cay, mình đi ăn người ta lỡ bỏ ớt vô cay mình bực mình lắm. Quý vị thấy bực không? Bực lắm. Rất là bực. Thì bây giờ mình tu tập mình điều phục các căn lại. Bây giờ mình có bực thì nó cũng cay rồi. Mình cố gắng mình ăn được thì tốt. Còn ăn không được thì thôi mình không ăn nữa. Cay quá mình không ăn được. Nó không hợp khẩu vị mình. Nhưng mình không khởi lên cái tâm bực. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta thoát ra khỏi cái sự trói buộc của sân hận. Trong cái sinh hoạt thường ngày thôi, quý vị tập dần sẽ thành cái thói quen. Có nhiều người khó tánh. Những người khó tánh này là những người khó giải thoát. Thầy dám chắc với lại quý vị, những người khó tánh là những người khó giải thoát. Là tại vì để ý những cái lặt vặt. Để ý những cái lặt vặt là vướng mắt nhiều, rút mắt nhiều. Ai là những người để ý lặt vặt? Mấy cô đó. Phụ nữ là để ý lặt vặt nhất. Trong cái bếp của mình thôi, mình để cái hủ tiêu ở đây là ở đây, tự nhiên có người khác vô cái bếp mình, cái đem hủ tiêu cắt chỗ khác mình kiếm không ra là mình bực mình. Những người nào ở trong bếp làm bếp đều bực mình chuyện đó hết. Các cô mà kim chỉ xà bông đá lửa càng nhiều, cái tâm mà để ý những cái lặt vặt chi ti li nhiều đó là khó giải thoát lắm. Là tại vì mình bị kẹt vào đối tượng nhiều, tâm của chúng ta bị dính mắc nhiều. Người mà không dính mắc không phải là cái người này là vô cảm hay là tâm của họ lạnh như sỏi đá. Người không dính mắc là cái người hoàn toàn có cái sự hiểu biết, có sự phân biệt, có sự nhận thức rất là rõ ràng, nhưng mà người ta tập được cái sự buông xả. Nó nói chuyện khó nghe đó, nhưng mà ngày trước đó là mình phản ứng lại liền. Nhưng bữa nay chúng ta tu tập buông xả rồi, chúng ta không dính mắc nữa. Mày nói mày nghe, tao nghe thế đó thôi chứ tao không có để trong lòng. Đó, mình suy nghĩ như vậy đó. Cảm xúc của chúng ta còn. Đừng có hiểu lầm người không dính mắc là không có cảm xúc, là cảm xúc biến mất. Không phải. Cảm xúc còn. Nhưng mà chúng ta có một cái thái độ thích nghi với môi trường đó một cách tự tại. Cái đó là không dính mắc. Chứ bây giờ mình đi tìm cái môi trường nào? Mình ở chung với ông chồng, ở chung với cái đứa con mà ông chồng đứa con làm phiền mình, rồi mình đi đâu? Mình khó lắm. Công việc làm cũng vậy. Người ta chèn ép mình, người ta làm này kia, mình phải tập thích nghi với nó. Có nghĩa rằng chúng ta không dính mắc. Khi chúng ta hiểu được bản chất vô thường của mọi vật thì chúng ta sẽ dễ tiết chế cái cảm xúc của chúng ta, không có đu bám theo cái chiều hướng giận dữ tham ái nữa. Khi hiểu được vô thường nó có lợi vậy đó quý vị. Chúng ta không cần phải hơn thua, không cần phải giận dữ, không cần phải phiền não, không cần phải bực bội nữa.
có một vị Phật tử ở tới chùa, họ kể cho thầy nghe là họ là đệ tử của một cái chùa kia, quy y với một sư cô, nhưng mà bây giờ không đi chùa đó nữa. Thầy hỏi tại sao không đi nữa. Con thấy sư cô đó tu làm sao á. Hỏi tu làm sao là sao. Sư cô gì mà cười hô hố, cười lớn tiếng. Con phụ nữ con còn không cười lớn tiếng, mà sư cô cười, cười nghe lớn tiếng mà nghe kỳ quá. Tu hành mà cười. Cái thầy mới nói ủa tu không được cười hả con. Thầy mới hỏi vậy đó. Trời, ủa tu rồi cái không được cười à, không được khóc à, không được nô đùa à, không được giỡn à. Đương nhiên một cái người tu mà mình tôn trọng là một cái vị thầy tâm linh của mình, là một vị sư phụ, thì chúng ta đặt ra rất là nhiều cái điều kiện và cái tiêu chí. Thí dụ như là đi phải chậm rãi, nói phải từ từ, mặt lúc nào cũng tươi ha, đó, rồi sạch sẽ, rồi phải đạo mạo đó. Nhưng mà gặp chuyện vui quá thì cũng cười chứ sao giờ không cho cười à. Thầy nói vậy cái đầu cái cô đó, cô mới nói con đồng ý là cho cười, nhưng mà cười cũng cười ở cái mức độ cho phép thôi, chứ tự nhiên cười ha hả kỳ quá. Thầy mới nói là cái người đó không có biết họ cười ha hả đâu, sư cô đó không biết đâu, tại vì từ nhỏ tới lớn cổ đã cười như thế rồi, tức là cái thói quen của cổ đã cười như thế, cổ hoàn toàn không hề biết là cổ đang cười ha hả. Giống như mấy cái bà bày hầy đó, làm gì cái tay ướt cái quẹt vô cái đít, quẹt quen rồi cho nên bà không hề phát hiện ra bà đang quẹt vô cái đít, đúng không quý vị? Còn cái người mà sạch sẽ đó, người ta không có quẹt vô cái đít, người ta có cái khăn người ta lau, thì lập tức người ta thấy cái người quẹt vô cái đít là người ta gớm liền à, ta ghê lắm. Rồi cái mình la người ta cho bà dơ quá, thì cái bà mà quen quẹt vô đít đó, bà cũng sẽ lấy cái khăn ra bà lau. Nhưng bà lau chút cái bà cũng quên, bà cũng chùi vô cái đít của bà. Bà không biết. Cái thói quen nó là như vậy đó. Nó có cái sức mạnh của nó kéo mình đi mà mình không hề biết. Giống như mấy ông đàn ông mà chửi thề. Khi mấy ông chửi thề, mấy ông không hề biết mấy ông chửi thề. Nói chuyện cái đệm mấy cái tiếng vô xài bạc lẻ. Thành cái thói quen rồi. Cho nên mấy anh đó sẽ không phát hiện ra mình đang chửi thề trong lúc. Cái đó mình không trách được. Thì mình đưa ra một cái điều kiện, một cái tiêu chí gì đó đối với là một cái vị thầy, thì mình phải hiểu rằng là một cái vị thầy này tu tập họ vẫn còn cảm xúc chứ, vẫn còn biết cười khi đón nhận một chuyện vui, vẫn biết khóc khi gặp một cái chuyện đau lòng đó. Nhưng mà các thầy đùa giỡn thì không nên, phải có oai nghi, phải có tế hạnh, phải tập đó, trong chùa phải học đó, phải học oai nghi, học tế hạnh đó. Ngay cả cái cười lớn tiếng đó cũng phải tập đó, cũng phải tập cười nhỏ lại, nhưng mà không tập được cười lớn tiếng quen rồi. Thì cái cô đó cũng mới nói, cô Phật tử đó nói thưa thầy, nếu như mấy thầy mà cười lớn tiếng thì con còn chấp nhận được, tại vì cái đàn ông ăn to nói lớn, còn đằng này phụ nữ mà cười ha 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 kỳ quá. Thầy nói con có phước đó, nếu như một người phụ nữ mà cười ha hả có nghĩa là người phụ nữ đó rỗng bụng, sẽ không có giận lâu, sẽ không có buồn lâu, sẽ không có thù dai, chắc chắn là vậy. Còn cái người mà rỉ mọ từ chút nó chơi gầm không nhã, đúng không quý vị? Tự nhiên cái sư cô cười lớn tiếng cái không thích là không đi chùa đó. Trong cuộc sống này không phải có một sư cô cười lớn tiếng đâu, nó còn có nhiều cái thứ khác mà con không có hài lòng nữa. Là con đi đâu, con làm cái gì? Một cái đạo tràng sư cô chỉ cười lớn tiếng thôi, nhưng mà sư cô tu rất đàng hoàng, rất là có trách nhiệm với Phật tử, rất là có trách nhiệm với đệ tử, với chùa chiền, lo cho đạo tràng tu tập, lo cho ăn uống chỗ ngủ này kia, chính sư cô cũng phải đi trải chiếu. Tại sao mình không nghĩ tới những cái công hạnh của sư cô? Sư cô làm nhiều cái điều tốt như vậy,
ngoài ra rồi còn tích góp lại để mà lo xây chùa trùng hưng tam bảo, rồi còn vận động Phật tử để mà đi phóng sanh, đi bố thí, đi từ thiện, làm nhiều cái chuyện tốt nữa. Mấy cái tốt đó sao mình không thấy? Thì bây giờ làm bài toán trừ đi, bù lại, thầy thấy sư cô vẫn còn tốt. Để làm gì? Để con có một cái nhìn nó quân bình hơn khi gặp một cái đối tượng nào đó, cho cái lòng của chúng ta nó thoáng hơn. Cách suy nghĩ đó là cái cách mà tập cho chúng ta không có vướng mắc, không có cố chấp, không có kẹt. Cái ngồi im, cái hơi nói con thấy mấy thầy mà nhẹ nhàng, mấy thầy đạo mạo con thích lắm. Thầy nói thôi thôi, thích bữa nay thôi, chứ ngày mai đem thầy đi bỏ sĩ á. Tại vì chỉ thấy thầy đạo mạo, chỉ thấy thầy nhẹ nhàng thôi, chứ chưa thấy thầy cười ha hả. Thấy thầy cười ha hả cũng goodbye thầy, cũng đem thầy đi bỏ sĩ chỗ khác rồi. Thôi, tập đi. Tập đối diện với trần cảnh một cách khách quan, trung thực, để nhìn cái cảm xúc của mình, nhưng đừng để cho nó vướng mắt. Đó. Mấy thầy tu cũng là con người, chứ không phải là gỗ đá đâu trời. Nhưng mà các vị thầy không có bị dính mắt. Sư cô đó cười ha hả, nhưng mà cô đâu có dính mắt vô cái cười ha hả đó. Cô đâu có vướng bận vậy đâu. Đó. Ta là không có vướng vô các trạng thái tình cảm họ. Mình đừng có đổ thêm dầu vô trong cái lửa ác cảm. Các cảm xúc nó đến rồi nó tự đi. Chúng ta không có nuôi dưỡng cảm xúc đó, và cũng không chối bỏ cảm xúc đó, mà chúng ta bình lặng để chúng ta đón nhận cảm xúc đó. Đó là người có chánh niệm. Cho nên chúng ta sẽ không buồn phiền khi có những cảm xúc tiêu cực, và chúng ta cũng không có bực mình khi có những cái cảm xúc trái chiều, hoặc là chúng ta không có đắm nhiễm khi có những cái cảm xúc ưa thích. Đó là người có trạng thái ung dung tự. Thì làm được điều này đó, tất cả thầy trò chúng ta phải đòi hỏi sự thực tập liên tục. Tức là phải trau dồi cái kỹ năng này liên tục từ ngày này qua ngày khác, chúng ta mới có được cái thói quen tốt này, thì chú tâm mới đúng đắn. Thì như vậy chúng ta mới có được một cái nếp sống an ổn. Khi chúng ta không vướng mắc thì chúng ta không còn làm nô lệ cho những sự mong đợi hoặc là cái sự dự đoán trong tương lai gì hết. Lợi ích lắm quý vị. Các cảm xúc khi chúng ta có, nó chỉ chiếm một phần ở trong tâm rộng mở của chúng ta. Chúng ta có một cái nhìn đúng đắn hơn, chúng ta còn không bị cảm xúc bắt giữ và hành hạ trong mọi thời điểm. Chúng ta không vướng mắc là chúng ta không bị nó hành hạ mình. Quý vị thấy không, có nhiều khi mình tức mình ăn cơm không được, mình buồn mình ngủ không được. Cái trạng thái này thầy có quý vị. Thầy có. Tại vì mình tu chưa có giỏi, có nhiều chuyện bực mình ngủ không được, tức mình đi tới đi lui, đi tới đi lui hoài mà không làm gì được hết trơn á. Cầm sổ chuỗi lần sổ 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 mà có niệm Phật gì đâu. Mình biết là mình đang bực mình, cầm sổ chuỗi ra để mình định hướng lại cho chuyện tu tập. Nhưng mà quý vị thấy không, cái tập khí sân si ở trong lòng của mình nó còn. Mặc dù mình không có biểu hiện ra là đau to búa lớn, không trợn mắt phùng mang, không nạt nộ ai, nhưng mà trong lòng mình rất là phiền não, rất là bực bội, nuốt cái cục giận không xuống. Nguôi ngoài đâu được, chừng vài ba ngày gặp mặt cái người đó ghét không thèm nhìn, quay chỗ khác. Quý vị có không? Có hết. Đâu quý vị thấy không? Mình bị nô lệ bởi cái cơn giận dữ, mình bị hành hạ bởi cái cơn giận dữ, cái cảm xúc đó nó hành hạ mình. Thế mà mình không dính mắc là mình thoát khỏi sự hành hạ của nó. Chúng ta không có dính mắc thì chúng ta nhìn thấy mọi vật như là chúng, đúng như thế, chứ không phải tuân theo những cái khái niệm của chúng ta. Nó là nó thôi, chứ không phải do mình. Mình nhìn cái gì cũng qua cái quan điểm của mình hết á. Thấy không? Mình thích màu xanh là trong nhà mình màn cũng xanh, đôi dép cũng xanh, áo quần cũng xanh, thậm chí cái đồ nhắc nồi cũng màu xanh, cái đồ rửa chén cũng màu xanh, cái bàn chải đánh răng cũng màu xanh. Có đúng không?
Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta đang bị lệ thuộc bởi cái quan điểm cá nhân của mình. Đó, những cái khái niệm của mình. Mình thích ăn cay, mình nấu cái gì cũng bỏ ớt cho ông chồng, cũng phải ăn cay theo mình. Ăn được thì thôi. Mình thích ăn canh chua, là quanh năm suốt tháng mình nấu canh chua. Mình đổi món khác thì cũng dòng lại canh chua. Có đúng không quý vị? Đúng vậy đó. Có cái anh kể thầy vui lắm. Bà vợ bà thích màu vàng, bà mua cái gì cũng màu vàng ở trong nhà hết. Thậm chí mua áo quần cho ảnh cũng màu vàng. Nó nhiều khi mặc đồ giống mấy thầy vàng khè. Đôi dép cũng vàng, đôi giày cũng vàng, đôi vớ cũng vàng. Nói lắm rồi mua sọc này sọc kia cũng phải có màu vàng vô. Không mặc là bà giận. Bà giận á. Kiếm cái áo trắng không ra. Nhiều khi ảnh phải mặc cái áo vàng đó cho vợ vui rồi đi tới nhà bạn đó, thay ra mượn cái áo trắng nó bận để đi. Thì quý vị thấy không? Khi mình lệ thuộc vào cái khái niệm của mình, cái cảm tính của mình, mình đừng có tưởng là mình sẽ được tự do, được thoải mái. Điều này sẽ không mang lại bình yên cho chúng ta, vì chúng ta lệ thuộc nó. Không có nó là không được. Làm cho cái tâm trong sáng của chúng ta nó bị ố đi, giống như cái gương mà nó bị cái mờ nước, cái mờ hơi nước vậy đó. Cái tâm trong sáng của chúng ta vốn nó có thể nhìn thấy được bản chất của tất cả mọi sự vật một cách rõ ràng, nhưng mà nó bị mờ bởi cái quan điểm cá nhân, bởi cái sở thích cá nhân, bởi cái khái niệm cá nhân. Quý vị thấy, quý vị xem phim không? Quý vị xem TV đó, có nhiều khi gây lộn, hai vợ chồng ngồi coi hơi gây lộn, lo cãi với nhau, ví dụ nhân vật ở trong phim cuối cùng tắt khỏi coi. Hoặc là ông chồng bỏ đi, hoặc là bà vợ bỏ đi, hoặc là tắt luôn khỏi coi. Chuyện nó xảy ra hoài, đúng không? Cái đó là do cái cảm tính của mình. Mình coi, mình ghét cái nhân vật đó là do cái cảm tính của mình, do cái quan điểm của mình, cái khái niệm của mình. Mình không thích cái nhân vật đó, hoặc nó ác quá thì mình ghét, mình tắt. Mà ông chồng coi hoài à. Tại vì ổng có dướng mắt, cái đó là phim, nó là giả mà. Nhưng mà bà vợ bà coi là bà thấy thật. Bà thấy thật rồi bà tức, bà bực mình. Không coi mày ác quá, tao không coi mày. Cho nên quý vị thấy, khi chúng ta dướng mắt cái gì thì cái đó sẽ làm khó chúng ta. Mà hễ làm khó chúng ta có nghĩa rằng chúng ta đã phiền não rồi. Hễ làm khó mình là có bực mình, có bực mình à. Bực mình, bực bội là phiền não rồi. Đó. Và cái nhìn của chúng ta nó cũng bị hạn chế, bị trở ngại. Thì chắc chắn cái tâm từ bi của chúng ta nó sẽ không có đủ lớn. Cái hỷ xả của chúng ta chưa thực tập được trọn vẹn. Chúng ta dù có mưu cầu hạnh phúc, nhưng chúng ta đeo đuổi theo hạnh phúc. Khi hạnh phúc đến, chúng ta cũng không có tận hưởng được. Bởi vì khi hạnh phúc đến, chúng ta cứ chấp theo cái quan điểm cá nhân chúng ta, chúng ta không tận hưởng được. Rồi khi hạnh phúc đi, chúng ta lại không có điều chỉnh được cảm xúc của mình. Mình lại tiếc nuối, mình lại bực bội, lại phiền não nữa. Nếu mà chúng ta không dính mắc hạnh phúc đến, chúng ta biết hạnh phúc đến, hạnh phúc đi, chúng ta biết hạnh phúc đi, chúng ta hoàn toàn không có đau khổ, không có phiền não gì hết. Chúng ta cứ để cho tất cả sự vật nó xoay chuyển theo đúng quy luật của nó, theo nhân duyên của nó, không cần cái bàn tay kiểm soát của chúng ta can dự vào, không cần cái suy nghĩ, cái định kiến của chúng ta, cái khái niệm của chúng ta áp đặt lên cái sự kiện đó, sự vật đó. Con cái nói không nghe, thầy biết cha mẹ rất là đau khổ. Tại vì có nhiều người cha mẹ tới nhờ thầy nói giúp, thầy biết khổ lắm. Nhưng mà mình nói nó không nghe nữa rồi mình làm sao? Mình làm sao bây giờ? Tối ngày nó cứ tụ tập với bạn bè xấu, không lo làm ăn, có vợ rồi mà cứ lông nhông ở ngoài đường, có vợ có con rồi mà bắt mẹ nuôi, mẹ chàng mẹ nuôi, bực bội. Thầy nói trời con ơi, con đã cực khổ, con nuôi vợ nuôi con đó, con giờ con nuôi thêm cái bực bội trong lòng con nữa. Thôi đi, kệ nó đi, để cho lòng thanh thản mà khỏe tinh thần, khỏe thân để mà làm kiếm tiền mà nuôi vợ nuôi con đó. Đừng có suy nghĩ về mấy cái đó nữa mà bực bội. Tại vì sao? Tại cái nghiệp của nó như thế. Con không can thiệp được, con đừng có can thiệp vô. Con lấy cái quan điểm của con là con cái là phải nghe lời ba mẹ. Giờ nó không nghe làm sao? Thanh niên đàn ông phải làm trụ cột gia đình. Bây giờ nó không chịu làm trụ cột gia đình, nó nhông nhông ở ngoài đường hoài, la cà quán xá thôi. Thì giờ làm sao bây giờ? Cho nên quan điểm của mình đúng,
nhưng mà mình không có áp đặt được cho đối tượng khác. Khi mình nghĩ thông được như vậy có nghĩa rằng mình không vướng mắc. Nhưng mà khó lắm quý vị. Hãy làm cha làm mẹ cứ khổ với con, khổ hoài vậy đó. Chắc có lẽ thầy không có con, cho nên thầy suy nghĩ nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng. Còn mấy người có con thì nó khác. Thì cũng có một vài Phật tử có nói với thầy, tại sư phụ không có con, sư phụ không biết cái nỗi lòng của cha mẹ. Thì nói thầy không có con, nhưng mà thầy cũng có đệ tử gì chứ bộ. Mấy đứa con có vài ba đứa con thôi là muốn trợn mắt, muốn thắt cổ, muốn treo cổ, muốn nhảy cầu rồi. Thầy có mấy chục người đệ tử mà thầy như mấy đứa con, chắc thầy chết 8 đời rồi. Mấy thầy đệ tử, mấy chú đệ tử tuy rằng không phải là quyến thuộc ruột thịt gì, nhưng một khi người ta đến chùa, người ta tu tập, thầy nhận làm đệ tử có nghĩa rằng xem cái người đó như con của mình. Thầy làm cái trách nhiệm của người cha mẹ trong vấn đề chăm sóc, nuôi dưỡng. Bên cạnh đó mình phải làm trách nhiệm của người thầy, đó là giáo dục, dạy dỗ. Mà dạy dỗ cho đệ tử phải tu tập cho đàng hoàng, cho nên người, tu tập cho nó tử tế để nó còn giải thoát, kết làm quyến thuộc bồ đề. Mà bây giờ cái ông thầy mà tu không ra gì, đệ tử cũng ảnh hưởng. Và ngược lại có cái sự cộng hưởng, một đệ tử tu tập tầm bậy tầm bạ, ông thầy cũng bị ảnh hưởng, nó cũng bị ảnh hưởng chung. Nó sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời trong kinh Du Lan, quý vị tụng thấy không? Mình đẻ ra đứa con bất hiếu ngỗ nghịch, người ta cũng nói mình, ôi cái bà đó, bà đẻ ra cái thằng trời ơi đất hỡi đó. Mình cũng bị mang tiếng. Thưa tất cả quý vị Phật tử, quả là không dễ dàng khi chúng ta sống trong cái cõi dục này mà không vướng mắc. Khi hàng ngày chúng ta phải tiếp xúc với những điều không vừa lòng, chúng ta phải gặp những cái cảnh mà không có vừa ý, chúng ta phải nghe những cái chuyện mà không có hài lòng. Mà nhất là bây giờ cái thời đại công nghệ thông tin nó phát triển, chúng ta nhiều khi không phải nghe bằng lỗ tai, không phải nhìn bằng mắt nữa, mà chúng ta qua các công nghệ. Nó quý vị chỉ cần lên mạng thôi, lên trang cá nhân thôi, mình cũng sẽ thấy được nhiều thứ. Có cái chúng ta thích, có cái chúng ta không thích. Chúng ta phải kiểm soát. Cho nên thầy thấy quý vị tu trong thời đại này rất là khó, rất là khó khăn. Nội mà đấu tranh để có cuộc sống bình yên không phải dễ, chưa nói tới sức khỏe, chưa nói tới vấn đề tình cảm. Tình cảm trong gia đình thôi, mình đang hạnh phúc đấy, nhiều khi mình không biết là, mình cũng lo lắng, mình không biết là cái hạnh phúc này sẽ tồn tại bao lâu. Con cái của mình nó ngoan ngoãn đó, mình cũng vui, nhưng mà cũng lo lắng không biết nó ngoan được bao lâu nữa đây. Xã hội này, sức tác động của xã hội rất là lớn. Thì để cho tâm của chúng ta nó ổn định, không bị vướng bận, thì nhất định chúng ta phải tập giữ gìn các căn của mình. Quý vị phải để ý á, để ý trong từng việc nhỏ một thôi, từ cái việc rửa chén cho tới cái việc chọn áo quần, cho tới cái việc ủi áo quần vân vân, cho tới đi chợ mua rau mua cải, tất cả những cái đó quý vị phải để ý hết. Ai đi chợ cũng thích mua đồ ngon mà nó rẻ. Nên quý vị nghĩ có cái đồ ngon nào mà rẻ không? Không. Cho nên nhiều khi đi một chọc vậy đó, cả chục cái sạp bán rau cũng trề môn, chê bữa nay bán toàn rau gì không à, đồ không ngon. Có nhiều người xí soạn ghê lắm, để 4-5 cái xếp áo quần mua không được bộ đồ. Cái đó là do đâu quý vị? Do cái vướng mắc đó, do cái tham chấp đó. Cho nên quý vị tập cái tâm của mình nó bình an. Thí dụ như là đi chợ mình vô cái sạp đó mua rau, mình vô cái sạp đó thôi, thì mình lựa cái ngon nhất trong cái sạp đó, mình mua tất cả các rau gì mình cần thiết, mình mua rau củ, rồi thôi dừng lại ở đó, rồi lo đi về. Nhưng mà đi ngang cái sạp kia, trời ơi biết gì, mới nãy mình đừng có buồn vào cái sạp này, nó ngon hơn. Thất bại quý vị thấy không? Khi gặp một cái sạp rau nó ngon hơn, chúng ta chỉ nghĩ đơn giản thôi, rau ngon hơn cũng ăn, rau dở cũng ăn, rau nào cũng ăn hết, quan trọng mình nấu ngon thì mình ăn được. Tự nhiên mình sẽ quân bình lại cái tâm tham mình. Cái này phải tập á. Mua một bộ đồ
về khoe chạy mua bộ đồ này 200 ngàn. Bà chị bên nói mày khùng tiền, bộ đồ này tao mới mua 160. Mình khởi lên cái tâm dao động liền, phiền não liền. Ủa em bị hố hả? Em bị hố hả? Em bị lừa hả? Cái gì thấy không? Để giữ cho cái tâm của mình an định không phải dễ đâu, khó lắm. Bắt buộc chúng ta phải tập. Hố hố, lừa thì lừa, cũng bị mất tiền rồi, đâu có sao đâu. Cái này phải tập đó. Nhưng mà mình tập dần sẽ hình thành một cái thói quen. Bởi vì sao? Bởi mình thò một cái suy nghĩ nào ra, một cái quan điểm cá nhân nào ra, lập tức chúng ta sẽ bị vướng kẹt. Ở trong kinh Tạp A Hàm có kể một cái câu chuyện là thợ săn ngày xưa người ta bắt khỉ, người ta bỏ keo để dụ mấy con khỉ. Keo nó thơm, để cho mấy trái cây rồi khỉ nó tới nó bóc, dính cái tay này, lấy cái tay kia gỡ, dính luôn cái tay kia, hai tay dính hết. Dậy hơi, lấy thêm cái chân gỡ, dính luôn cái chân, còn một cái chân cà trời. Cuối cùng lấy cái chân đó gỡ, dính luôn hai tay hai chân. Cái thợ săn tới lấy cái cây sọt qua hai cái tay hai chân, cái gánh khỉ về nhà. Đức Phật dùng cái hình ảnh này để thí dụ cho các thầy tỳ kheo rằng nếu như các con không khéo tu tập thì cũng giống như là con khỉ bị dính keo. Năm chỗ đều dính, co quắp lại trên đất, thợ săn lấy gậy xèo đi. Thầy tỳ kheo đi vào làng khất thực, sáu căn tiếp xúc với sáu trần cảnh, hãy mắt nhìn thấy sắc mà tham đắm vào sắc, vướng kẹt vào sắc thì chúng ta sẽ không giải thoát nơi sắc. Tai nghe tiếng mà vướng kẹt vào cái âm thanh tiếng nói đó thì chúng ta sẽ không giải thoát bởi cái âm thanh tiếng nói đó. Mũi nghe mùi thơm mà chúng ta thích, chúng ta tham đắm thì chúng ta bị kẹt vào trong cái mùi thơm đó. Cho nên các thầy đi vào làng khất thực phải giữ gìn các căn của mình. Nếu giữ gìn các căn của mình thì mình sẽ tự do, không bị ràng buộc, sẽ được giải thoát. Bằng ngược lại thì mình sẽ trở thành người bị nô lệ của phiền não, của tham dục, của buộc ràng. Đó. Giống như là bầy khỉ kia không biết chỗ đi, cho nên đến cảnh giới khác thì bị hại và bị trói buộc. Bây giờ chúng ta sanh ra trong cái cảnh giới này là cõi dục. Chúng ta phải tranh đấu, phải hơn thua, chúng ta mới có tồn tại được trong cái cuộc sống mình. Đi kiếm tiền thế nào cũng có cái chuyện hơn thua, gia chạm. Rồi chúng ta có gia đình, chúng ta cũng sẽ không có ổn định về cái mặt tình cảm. Đừng có tưởng là có gia đình là ổn định, cũng không ổn định. Đã rơi vào cái hoàn cảnh này thì chúng ta không thể nào chối bỏ được, chúng ta không thể nào từ chối được. Cho nên phải tìm cách thích nghi với nó bằng cách là điều phục các căn của mình, làm chủ các căn của mình để nó không bị vướng mắc bất kỳ một cái cảm xúc nào. Và đừng bao giờ để cho cái khái niệm, cái quan điểm cá nhân của chúng ta áp đặt lên nó, thì cái đó chính là cái giải thoát cho chúng ta.